Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại với series solo squad của mình nha. Và chúng ta có thể gọi một cái tên thân thương là One Man Squad. Ok, hôm nay mình sẽ bay vào school. Trời ơi, có thằng bay theo kìa. Và cái hướng của nó hình như là qua Rozok rồi. Đúng rồi, khu school chắc chắn là clear. Ok, nó bay qua khu vực Rozok hết rồi. Cái định mệnh thế đéo lại có thằng vào trước nhở. Quay cả trường. Ok. Và chúng ta có súng rồi. Ui trời ơi, với việc có súng trên tay thì chạy nhầm chỗ rồi bạn ơi. Sai lầm to rồi. Vâng, hình như là có một team vào đây. Rõ ràng là không nhìn thấy ai, thế méo là nhìn xuống dưới lại có cả mả người. Thật là vô lý. Rồi cho mình sẽ vào gạt giò thằng này. Phải chắc chắn là chúng ta sẽ không đánh rơi nhịp nào nữa. Kiểu gì bạn nó cũng sẽ đi tìm mình thôi. Đấy là cái điều dĩ nhiên rồi. Wow, đấu Uzi à? Còn nữa không? Tao sợ mày quá cơ. Ok, mình sẽ di chuyển liên tục. Tại vì bắn chế độ squad thì anh em không nên đứng một chỗ làm gì. Nó vây lại nó hiếp ấy. Và chúng ta nên ưu tiên chiến thuật lên làm đầu. Chắc mình sẽ tranh thủ đi lút đồ cái nhẹ rồi mới giao cấu được. Ê chứ nhầm, giao tranh chứ. Vâng, dạo này mình cứ hay nhầm đấy nhở. Úi AK này, ngon thế. Vâng, bắn squad thì các bạn nên dùng AKM thôi, tại vì nó rất là mạnh. Làm 4x này. Mình nghĩ đối với cam cái trường học này thì nên lên trên lầu, nó sẽ có góc nhìn tốt hơn. Hai cháu này. Còn nữa không? Ui trời ơi. Vâng, clear. Nhưng không biết có bị KS mạng nào không. Hình như là bị KS bá rồi. Khá là đáng tiếc. Ok, nhưng không sao. KS thì KS thôi. Một hai bạn nó đối với mình cũng không quan trọng lắm. Cơ bản là clear rồi. Nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy tiếc. Thật là VL. Ok, hiện tại thì mình cũng rất là già rồi. Và bên khu vực Rozok thì chắc chắn là nãy mình thấy có một team thì phải. Một team với lại một thằng lẻ. Một thằng lẻ đấy chắc chắn là một team thứ hai rồi. Nhưng mình không nhìn thấy hết thôi. Có thể là do cái bản xem PUBG Mobi này nó lỗi. Trời ơi, có thể ít hơn 4x được không? Lắm 4x VL. Ước gì có cái chế tạo trong đây chúng ta có thể bỏ ba cái 4x thành một cái 8x cũng ok phết đấy. Nhưng mà ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ thôi. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển sang Rozok để thảm sát nào. Trời ơi, lại có một kill hiện lên. Chắc chắn là con boss lúc nãy rồi.
Mình cứ tưởng là bị cai hết rồi cơ. Đây rồi. Trời ơi. Không biết bắn ở đâu luôn. Và bạn chắc chắn phải nằm xuống rồi. Này thì rồi. Thằng này nó không biết bắn ở đâu, nó ấn bừa luôn anh em ạ. Rồi, hai bé. Còn một bạn nữa thôi. Vâng, bạn này mới gọi là nguy hiểm này. Tuy là đến sau nhưng chắc chắn sẽ nắm bắt được cái vị trí của mình và sẵn sàng cho mình lên tivi nếu mà mình bất cẩn. Hình như đây là boss mà. Ok, vẫn chưa phải là thằng cuối anh em ạ. Mà sao thằng đấy lại chết luôn nhở? Cái thằng này, bọn này trùng team với boss à? Vô lý vậy. Đùa. Vâng, thằng cuối vẫn chả thấy đâu. Chắc chắn bọn này trùng team với boss rồi. Vâng, Thính cũng chả thấy đâu luôn. Mình vẫn sợ anh em ạ. Sợ mình lao xuống lút đồ, bị một đồng súng ở một cái vị trí nhà nào đấy trong cái khu vực này chĩa vào đầu. Trời ơi, nó nghèo. Ui, sai lần này ngon thế. Ok, các bạn rất là giàu. Trời ơi, giàu VL. Ok, 3 lô 2 không lút được nhiều. Nhưng cơ bản thì tầm này nó rất là giàu rồi, không cần phải lút thêm nhiều làm gì nữa. Chúng ta chỉ cần thêm một khẩu K thôi là tuyệt vời. Wow, nhiều quá, nhặt không hết anh em ạ. Rồi, mình ngửi thấy mùi người trên căn nhà này. Chúng ta sẽ cùng làm thịt các bạn ơi. Không có bom. Thôi xong rồi. Công nhà mà không có bom thì chả khác gì đi chơi đéo cô gái. Chán VL.
Vâng, bây giờ thì nó sẽ ở một trong hai vị trí, một là trên tầng 3, hai là ở cái hốc nhà đầu kia. Mình cần phải check cái hốc nhà này. Rồi, không có ai, thế là tầng 3. Hay lắm DM. Đấy, bắt đầu thấy người rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với những pha hack não đến từ những thanh niên trên nhà và một thanh niên dưới nhà. Cơ bản thì bọn trên nhà chắc cũng không có não để mà hack đâu. Và chúng ta ngồi chờ đợi thôi. À. Ơ kìa. Sao lại chạy vào? Mình sẽ ném smoke để đánh lừa, để kích thích tính tò mò của em nó. Và đợi nó chạy ra nhìn trong luồng khói nó có gì. Và mình chỉ việc chĩa tâm súng vào đầu của bạn đấy và sấy chết thôi. Easy không? Mình nghĩ thì nó easy thật. Đấy là trên lý thuyết thôi. Còn thực hành thì nó khác lắm anh em ạ. Wow. Tuy là bạn ấy rất tò mò nhưng bạn ấy đã đổi góc khác để nhìn. Thật là VL. Chán các bạn quá. Trời ơi, hack não như này hack không được rồi. Các bạn ấy không có não thì hack kiểu gì giờ? Một bé này khựa. Vâng, China. Chạy ra làm cái méo gì vậy? Đang ngồi trên nhà ấm cúng thế còn chạy xuống. Vâng, hình như trên nhà vẫn còn người nhỉ em ạ. Vâng, chúng ta lại cứ tiếp tục hack não thôi. Vâng, không có não cũng hack anh em ạ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Ngồi nhây với nó vậy. Ok. Chỉ là làm màu thôi anh em ạ. Không có tác dụng gì đâu. Sấy bừa thôi. Wow, ngoài bo mới phải xử lý thằng này nhanh thôi. Ui, ui rồi ôi, cái méo gì vậy? Game kinh dị à? Hết hồn. Định mệnh nó ngồi ngay cửa. Khủng khiếp thật. Này thì ngồi ngay cửa này. Mày đóng cửa à? Đóng cái éo gì? Thanh niên. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Cái gì đây? Chạy đâu rồi? Nhanh thế. Bạn ấy di chuyển rất là nhanh. Đây rồi. Hello. Cái định mệnh còn mở cửa ra trôn nữa chứ. Hello, cô em. Vâng, đây là team Việt Nam. Ok. Clear rồi, chúng ta sẽ di chuyển vào bo thôi. Mấy thanh niên cạn lời anh em ạ. Vâng, chiến thuật rất là hay. Ngồi ngay cửa. Khủng khiếp thật. Mình chơi game này đôi lúc cũng rất là sợ nha mà. Như chơi game kinh dị vậy. Và mình rất gặp rất là nhiều pha
thủ nhà ngồi im một chỗ và không gây ra bất cứ tiếng động gì, cứ đợi mình vào là xả thôi. Trời rất là đáng sợ nhá. Nói chung là mới đầu game thôi, sau này thì người ta sẽ chơi theo kiểu bắn nhau ghê hơn. Ở trên PC cũng thế mà, mình chơi thì trời, bò xà thế. Ở trên PC thì mình bắn cũng thế à, hồi đầu chơi toàn thấy bọn nấp thôi, sau này thì người ta bắn rất là hay, bắn khác bọt hoàn toàn so với lúc đầu. Di chuyển là bắn chứ không phải là nấp trong nhà. Vì đây là game sinh tồn nên người ta có quyền được như thế mà. Nhưng mà chơi thế thì nó không vui. Lúc đường súng thì ra bắn nhau nó mới vui. Cứ nấp trong nhà, vâng, sẽ khiến các bạn đau tim mà chết. Ok, mình sẽ di chuyển đường này. Tuy trong lý thuyết thì không được phép chạy đồng, nhưng lý thuyết thì vẫn chỉ là lý thuyết thôi. Vâng, bắt buộc thì chúng ta phải chạy đồng, tại vì mình cũng có bộ cỏ trên tay, à chứ nhầm, trên người chứ. Đối với cái bộ cỏ này thì chạy giữa đồng cũng không ai thấy đâu, mà có thấy cũng bỏ qua à. Vì cái đẳng cấp ninja của mình nó đạt level max rồi. Wow, M24. Được. Tuyệt vời. Mà bo cuối này M24 có tác dụng gì không ta? Còn 13, 12 bạn nữa thôi. Các bạn ơi, các bạn có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có thì hãy đến ôm mình ngay đi. À chết nhầm, hiến kill cho mình ngay đi. Ôm thì nó hơi sai rồi. Định mệnh hết gà rồi đến chó anh em ạ. Sủa đau hết cả đầu. Vâng, chó này là chó nhà hàng xóm nha. Suốt ngày sủa thôi, không biết chủ nó đối xử với nó như thế nào. Mà nó cứ sủa miết thế không biết. Mình nghĩ là con chó này bị chủ xích lại không cho đi theo cái nữa này, nên nó mới sủa như thế. Ừ, hiện tại thì bo rất là xa. Mình nghĩ đối với cái bo này thì tốt nhất nên chạy viền và đẩy vào khu nhà. Cái định mệnh cái thôi mà, tu đi. Thế đéo cần gì phải sủa kinh thế. Có thằng lên đầu mình này, mình phải chắc chắn là nó sẽ không phát hiện được mình. Một thằng lên đầu thì chắc chắn sẽ có nguyên team. Chạy đi đâu con lợn này. Wow, toàn team Việt Nam vậy. Bỏ chạy thôi, xe nó ở đây. Sao nó không lấy xe đi nhỉ? Đừng nói nằm bờ nằm bụi nha. Mình sợ lắm á. Vâng, sợ nhất những thanh niên nằm bờ nằm bụi. Bó khét rồi các bạn ơi, chạy đi nhá. Một bé này, Dương Cao Nguy, team Việt Nam rồi.
Ok, có lý không? Nhoi cái đầu nhìn cái gì đấy? Nhìn này. Lại China. Lắm China vậy. Wow. Ok, clear team. Trời ơi. Team China, team 4 luôn. Vai cả trưởng ạ. À. Vâng, có thể bớt gây cấn hơn được không? Đọc team VL. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống 1v2. Lấy lại bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ vào nhà để có thể bình tĩnh hơn. Tại vì bây giờ mình cũng đang rất mất bình tĩnh. Vừa làm quả cân 4 xong. Phê quá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đợi bo vào nhà mình nữa là tuyệt vời. Ui, vãi cả chơi nằm đồng kìa. Ghê vãi. Đáng tiếc là cỏ ở đây quá cao. Chứ cỏ ở đây mà thấp thấp một tí nữa thì... Cái gì cơ? Cái gì cơ? Bạn thích nghĩ gì vậy? Bạn thích đùa ư? Bạn thích đùa thì mình chơi với bạn luôn nhá. Thử sao ta, có nên công không ta? Không biết thằng bạn nó ở đâu. Ui, vai trưởng, thằng này bắn chuẩn thế. Cái định mệnh. Mình vừa đúng giơ cánh tay ra là cái nó chạm vào tay mình luôn. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi không an toàn ở đây rồi. Bo lại ra ngoài. Quả này phải chơi solo thôi. Ui, vai cả Tommy Gun bắn đau thế. Trời ơi. Quả đấy đang nhẹ nóc rồi chứ. Trời.